Nhưng mà cảm giác như cái đền này nó cũng bé. Nó bé, nếu mà đông người mà đặt lễ là không có chỗ đặt lễ. Tết bọn em đi không có chỗ đặt lễ, không có chỗ đứng chỗ đặt lễ đông. Đông ơi, làm quạt dừa nhanh lên. Cái đền mới à? À, bên kia cũng có đền à? À, em biết rồi. À. Trên D đường đi về Hưng. Đó là ngay chỗ gốc của xe là chỗ đó. Cái đấy thì là một giờ đến đồng rộng, rộng lớn. Nhưng mà đó thì nó thiêng lên phải. Đây là mộ. Nhưng mà cái lịch sử ông Hoàng Mười này là nhân vật này có thật không? Có thật. Quan nên là người ta là bảo là ông Hoàng Mười là con một cái vị hoàng đế gì ở trên triều đình giáng xuống đúng không? Thì sau này giúp dân giúp nước thì là sau về người ta lịch sử là có một số những cái vị quan như là ông quan gì mà anh em của vua Lê Thánh Tông gì đâu. Rồi cái gì Nguyễn Xí à? Xí là ông cũng là một cái vị quan lớn ở triều đình sau này giúp dân ở kia, tức là nó gắn nhìn liền với nhiều nhân vật lịch sử. Chứ không phải là một người, không phải một người ông, một mình ông. Có là cái truyền thuyết này là nó gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử. Thì tôi cũng nghe ở trên đấy, tôi cũng biết thế thôi. nhiều nhân vật lịch sử là không phải một người đâu, không phải một vị ông vua một ông tướng nào đấy đâu, mà nhiều ông vua nhiều ông tướng, những cái người giỏi của người con xứ Nghệ ấy, thì sau này là được gọi là được dân gian truyền lại là đấy là con của một vị con của một cái vị vua ở trên thần hoàng ở trên trời xuống để giúp người dân. Nên mình chỉ hiểu vậy. Còn ở Lạng Sơn có đền ông Hoàng Bảy thì Lào Cai chứ không phải Lạng Sơn. Cái ông Hoàng Mười này hả? Hoàng Bảy là À, Tuần Chanh thì ở Hưng Yên, ở Hưng Yên ở Hải Dương là Tuần Chanh, quan dân Tuần Chanh. Nhưng mà ông Hoàng Mười này là về cầu gì, cầu tài cầu lộc nhỉ? Tiểu Lâm ơi, có lấy ông về đây. Quan kiến chức. Cũng như đền Trần đúng không? Phong ấn ở kia. Quan chức mộ này ở Thái Bình.